Thiên Hà xin kính chào quý khán giả của Thời báo TV. Mời quý vị theo dõi phần tin tức Canada ngày 30 tháng 4 có những tin đáng chú ý sau. Tìm thấy phần hài cốt của một gái bán dâm bị mất tích từ 10 năm trước. Trong hôm thứ Tư ngày 29 tháng 4, Sở Cảnh sát Hoàng gia RCMP đã cho biết người ta đã tìm ra phần hài cốt của một gái bán dâm bị mất tích cách đây 10 năm. Phần hài cốt của bà Delores Brower, 33 tuổi, vào năm 2004 đã được tìm thấy ở một khu đất ở gần vùng Royal View, cách phía nam của thành phố Edmonton. Nạn nhân là một người gốc da đỏ, còn có biệt danh là Spider. Theo phát ngôn viên của sở cảnh sát hoàng gia, thì lần chót người ta thấy bà Brower là vào ngày 13 tháng 5 năm 2004 tại góc đường 118 và 70 khi bà này đang đứng đường xin đi nhờ xe. Cảnh sát đã không tiết lộ bà Brower bị chết bằng cách nào. Một người Mỹ gốc Việt tử nạn trong trận độc đất ở Nepal. Trong hôm 27 tháng 4, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã xác nhận có 4 người Mỹ tử nạn trong trận độc đất vừa xảy ra ở Nepal. Trong số 4 người này, một người Mỹ gốc Việt tên là Trương Vĩnh đã tử nạn khi leo núi lên đỉnh Everest. Ông Trương Vĩnh sinh sống ở thành phố Sunnyvale, tiểu bang California. Ông hiện đang theo học bằng MBA ở trường Đại học Chicago. Một căn nhà nhỏ xíu ở Vancouver bán với giá 1 triệu 350 ngàn đô la. Ai cũng biết nhà cửa ở Vancouver đã leo lên đến đỉnh mà nhiều chuyên gia tài chính đã từng nhiều lần báo động là giá nhà ở thành phố này sẽ xuống giá. Giá chưa thấy xuống nhưng giá nhà lại tiếp tục leo thang. Theo tin tức vừa được công bố hôm thứ Tư ngày 29 tháng 4, một căn nhà nhỏ xíu ở West 15th Avenue vùng Point Grey trong thành phố Vancouver đã được đăng bàn bán. Căn nhà mà bề ngang chỉ có 12 feet, 3.6 mét và có diện tích 945 bộ vuông đã được bán với giá 1 triệu 350 ngàn gia kim. Căn nhà có một phòng ngủ, phòng ăn, phòng khách, một phòng làm việc và một phòng tắm rưỡi cùng nhà để xe. Công ty GM Canada sẽ mướn thêm 100 kỹ sư. Trong hôm thứ Ba ngày 28 tháng 4, phát ngôn viên của công ty GM Canada cho biết là công ty này dự trù sẽ mướn thêm 100 kỹ sư về software và control để phát triển cho những đặc điểm của loại xe mới gọi là The Connected Car. Xe hơi mới sẽ có những liên hệ mật thiết với hệ thống Internet với các bộ phận trang bị để dùng chia sẻ những dữ kiện trên mạng từ việc lái xe cho đến những vấn đề khác như tiết kiệm xăng hay thông báo cho chủ nhân chiếc xe biết khi chiếc xe bị trục trặc. Công ty GM Canada cho biết sẽ bỏ ra 750 triệu đô la cho các công việc khảo cứu và phát triển loại xe mới ở các trung tâm khảo cứu ở công ty này ở Oshawa và Kapuskasing. Hàng cuối khai thuế lợi tức trong năm này được gia hạn đến ngày 5 tháng 5. Thông thường hàng năm, hàng chó khai thuế lợi tức cho những cư dân Canada đi làm là ngày 30 tháng 4. Tuy nhiên trong năm nay, Sở Thuế Canada CRA đã đưa ra những thông tư không chính xác gây những khó khăn cho những người phải khai thuế. Để điều chỉnh tình trạng này, hàng chó khai thuế lợi tức trong năm nay sẽ nghệ là ngày 5 tháng 5, nhất là những người phải đóng thêm thuế. Theo bà Carrie Lynn Finley, Bộ trưởng Thuế vụ thì những thông báo về tin tức sai lạc của nhân viên sở thuế là điều không chấp nhận được. Trong năm ngoái, hạn khai thuế cũng gia hạn cho đến ngày 5 tháng 5 vì sự hư hỏng của hệ thống máy điện toán nhận hồ sơ điện tử khai thuế đến từ khách hàng qua hệ thống e-file. Một vụ giết ba mạng người xảy ra ở thành phố Lethbridge. Những tin tức loan báo trong hôm thứ Ba ngày 28 tháng 4 cho biết, cảnh sát thành phố Lethbridge, tỉnh bang Alberta đang điều tra một vụ giết ba mạng người. Cảnh sát đã được báo tin đến số 200 block of McGill Boulevard West vào lúc 2 giờ 30 sáng hôm thứ Hai ngày 27 tháng 4. Tại đây, các nhà hữu trách tìm thấy thi thể của ba nạn nhân, hai người đàn ông và một người đàn bà bên trong căn nhà này. Theo ông Colin Catonio, phó cảnh sát trưởng thành phố Livebridge, thì các nạn nhân đã bị giết vì sát thủ đã có chủ đích, không phải chúng gặp ai giết đó. Ông phó cảnh sát trưởng cũng cho biết là quá sớm để kết luận là những người bị giết này có liên quan đến ma túy. Cảnh sát vẫn chưa thông báo tên tuổi của ba nạn nhân. Chuẩn bị cho tuổi hưu theo một cuộc thăm dò dân ý của tổ chức đầu tư The Insured Retirement Institute, thì 65% những người Mỹ lo ngại là họ không đủ tiền chi phí khi về hưu. Cũng trong một cuộc thăm dò dân ý khác của tạp chí New York Life, đến những người đã về hưu từ 4 hay 5 năm qua, thì trên một nửa số người này nói là họ tiếc là họ về hưu quá trễ, đáng lý là họ nên về hưu sớm hơn. Theo những nghiên cứu của công ty đầu tư PNC, thì để về hưu ở Mỹ, một người Hoa Kỳ phải có tiền dành dụm cộng thêm các tài sản khoảng 1 triệu 300 ngàn Mỹ Kim. Một trong những lý do khiến nhiều người không muốn về hưu sớm là vì họ sẽ có nhiều thời giờ rảnh và sẽ không biết làm gì với thời gian dư thừa đó. Riêng với những người về hưu ở Canada thì số tiền dành dụm cho tuổi hưu không còn nhiều như ở Hoa Kỳ vì Canada có chương trình bảo hiểm y tế đại chúng, không phải đóng tiền hàng tháng, không phải trả 20% bệnh viện phí như những người đồng cảnh ở Hoa Kỳ. Theo ông Tony Marino, Phó Chủ tịch của công ty đầu tư RBC Wealth Management thì số tiền ước lượng một người về hưu ở Canada cần là từ 600.000 gia kim lên đến 660.000 gia kim. Muốn để dành số tiền này cho tuổi hưu, theo Marino, thì người ta nên thực hiện việc tiết kiệm càng sớm càng tốt. Tuy nhiên, theo những thăm dò dân ý của phóng viên thời báo, thì một cặp vợ chồng, hai người Canada gốc Việt về hưu ở thành phố Mississauga chỉ cần khoảng 20.000 đô la cho đến 30.000 đô la chi phí hàng năm. Một phần số tiền chi tiêu này đã được chính quyền liên bang trung cấp qua tiền hưu, tiền già, tiền bù. Ngoài ra, nhiều người còn có tiền hưu tư nhân từ sở làm, tiền để dành từ quỹ hưu cá nhân RRSP và trong chương mục tiết kiệm không thuế TFSA, cho nên số tiền cần thiết ở trong ngân hàng khi về hưu cho những người Việt không cao như những con số dành cho những người Canadians. Một người không nhà là nghi can đã giết ba người không nhà khác ở thành phố Winnipeg. Trong hôm thứ ba ngày 28 tháng 4, cảnh sát thành phố đã bắt giữ một nghi can liên quan đến cái chết của ba người không nhà ở thành phố Winnipeg, tỉnh bang Manitoba. Nghi can là John Paul Ostama, 39 tuổi, cũng là một người không nhà, đồng cảnh như ba nạn nhân đã bị buộc hai tội giết người ở trường hợp gia trọng, first degree murder và một tội giết người second degree murder. Hai nạn nhân đã bị giết trong những ngày cuối tuần qua và một nạn nhân khác đã bị giết trong nơi chờ xe bus trong thành phố Winnipeg vào những ngày đầu tháng 4. Nghi can Ostama trước đây cư ngụ ở thành phố Thunder Bay và cũng đã có nhiều tội trạng hình sự và cũng là một người không nhà sống ở thành phố Winnipeg trong vòng 10 năm qua. Châu về hợp phố, tìm lại được chiếc nhẫn cưới đã rớt xuống biển Đại Tây Dương. Vào những ngày đầu năm nay, năm 2015, ông Michael Soxono đã xuống nghỉ hè ở bờ biển Florida. Trong một chuyến đi câu cá, ông Michael đã làm rớt chiếc nhẫn cưới xuống sông. Chiếc nhẫn vàng 24 carat kỷ niệm của đám cưới 4 năm trước. Ông Michael đã bỏ ra sợ 600 Mỹ Kim, thuê người lặn xuống tìm kiếm nhưng hoài không thấy. Trước khi về lại Canada, ông Michael Soksono đã để lại địa chỉ của ông cho văn phòng bến cảng mà ông đã đi câu cá. Mới đây, 3 tháng sau ngày bị mất, ông Michael nhận được chiếc nhẫn gửi từ thành phố Fort Lauderdale, Florida về lại địa chỉ nhà của ông ở Mississauga. Người kiếm được là một thợ lặng kinh nghiệm 30 năm. Ông Blue Nelson 61 tuổi mới đây đã tham gia làm việc thiện nguyện làm sạch rác rưởi trên bờ biển và ông ta đã tìm thấy chiếc nhẫn quý giá này trong số rác rưởi mà ông này thu nhặt. Giá nhà cửa ở Canada cao hơn trị giá thực sự. Điều trần trong phiên nhóm của Ủy ban Tài Chánh Hạ Viện hôm thứ Ba ngày 28 tháng 4, ông Stephen Polos, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Canada đã nhận định là giá nhà cửa Canada đã cao hơn trị giá thực sự từ 10% đến 30%. Tuy nhiên, ông Thống đốc Ngân hàng Trung ương đã không nghĩ là nên kiến nghề địa ốc của Canada đang trải qua một cuộc suy thoái như bong bóng xì hơi giá nhà gia tăng cao ở canada trong những năm qua nhất là ở những thành phố lớn như Toronto và Vancouver đã khiến cho nhiều chuyên viên tài chánh tiên đoán là nền kỹ nghệ địa ốc canada sắp sửa bước vào vòng suy thoái nhiều chuyên gia tài chánh cũng tiên đoán là giá nhà cửa ở nhiều thành phố ở canada sẽ xuống giá ngoại trừ hai thành phố Toronto và Vancouver giá nhà gia tăng cao một phần vì có nhiều người đã có khả năng mua nhà khi mức lãi suất nợ nhà ở Canada hiện đang ở mức thấp nhất. Thưa quý vị, thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin Canada ngày 30 tháng 4. Cảm ơn quý vị đã theo dõi và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin kế tiếp.